Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm khi chiến dịch đốt lò với nguyên tắc xử lý không có vùng cấm của ông đang được đẩy mạnh. Tổng Bí thư Đảng ca ngợi những nỗ lực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại một cuộc họp ở Hà Nội hôm 16 tháng 8. Trong năm qua, với việc kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 40 vụ án và 500 bị cáo, theo ông Trọng, đã có 235 đảng viên vi phạm về tham nhũng bị kỷ luật trong 7 tháng đầu năm nay. Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng, nhà nước, theo ông Trọng. Tuy nhiên, một người dân đã tham gia chống tham nhũng trong 30 năm qua cho VOA biết rằng tham nhũng ngày càng tràn lan chứ không thuyên giảm. Bà Lê Hiền Đức, người được gọi là cụ bà chống tham nhũng do đã giúp đỡ nhiều người dân từ 63 tỉnh thành trong cả nước trong các vụ kiện đòi lại đất đai bị chính quyền thu hồi thông qua cưỡng chế, cho VOA biết. Tình hình tham nhũng hiện nay ở Việt Nam càng ngày càng tràn lan và càng kinh khủng. Chính vì thế nó là nguyên nhân tại sao dân oan ở Việt Nam ngày càng đông, ngày càng nhiều. Không bớt đi tí nào mà càng ngày càng nhiều hơn. Bà Đức, 87 tuổi, cho biết ngày nào bà cũng tiếp các đoàn dân oan từ khắp nơi trong nước tới gặp bà để được giúp đỡ trong việc gửi đơn tới các cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại về đất đai. Luật đất đai ở Việt Nam được cho là lạc hậu và gây ra nhiều tham nhũng trong chính quyền Việt Nam. Nói với VOA, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng bộ luật này đã gây ra nhiều thảm cảnh ở trên cả nước. Cái luật đất đai mà hiện hành để ra một cái tầng lớp dân oan ngày càng nhiều, và không chỉ là nông dân mà còn những cán bộ, đảng viên, thậm chí những quan chức cũng trở thành những dân oan vì cái luật đất đai. Tiến sĩ Diện cho biết ông cùng nhiều người đã gửi kiến nghị và góp ý lên Tổng Bí thư Trọng và Trung ương Đảng về vấn đề này nhưng không bao giờ được trả lời hay phản hồi. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cũng cho biết những kiến nghị của bà về các trường hợp tham nhũng mà người dân cung cấp cho bà đều không được chính quyền giải quyết. Bà Đức là người giúp gia đình Đặng Văn Hiến gửi đơn lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin hoãn án tử hình và vụ án đang được điều tra lại. Ông Hiến và gia đình bị cưỡng chế đất và trong quá trình phản đối việc cưỡng chế của chính quyền, ông Hiến đã bắn chết 3 người rồi sau đó bị kết án tử hình. Đầu năm nay, ông Trọng được truyền thông trong nước trích lời nói rằng công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ hơn, bài bản và chắc chắn với tinh thần nói đi đôi với làm và làm cho bằng được. Tại cuộc họp hôm 16 tháng 8, ông Trọng nhắc tới 5 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử trong những tháng gần đây. Những vụ án này gồm vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng, các vụ án của Petro Việt Nam và vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm. Đây là những đại án trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng. Lò chống tham nhũng lần đầu tiên được ông Trọng nói tới tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2017. Theo các chuyên gia, thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Reuters trong một bài viết ra tháng 12 năm 2017 nhận định rằng những nỗ lực nhằm kiềm chế tham nhũng lớn của ông Trọng cho phép lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay tăng cường vai trò lãnh đạo dưới thời Tổng Bí thư Trọng sau khi thắng trong một cuộc đấu tranh quyền lực với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2016. Một luật sư bào chữa cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng cho VOA biết hai nhân chứng được triệu tập đến phiên tòa ngày 16 tháng 8 đã bất ngờ phản cung, phủ nhận các lời khai trước đây về tội trạng của ông Lượng vì khi ấy họ bị nhục hình, bức cung, phải khai rằng ông Lượng có tội. Thế nhưng khi các luật sư yêu cầu đối chứng thì tòa nói hai nhân chứng bị bệnh nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết hai nhân chứng Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng được biết trước đây đã khai nhận các hành vi phạm tội liên quan đến nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16 tháng 8 đã phản cung. Có hai người là nhân chứng của vụ án, người tên là Nguyễn Văn Khóa và người tên là Nguyễn Viết Dũng. Thì hai anh này khi mà ra tòa thì họ đều đồng loạt phản cung, họ đều phủ nhận hết toàn bộ những lời khai trước đây mà
họ đã từng khai cho ông Lượng là nỗi lòng nhận tội. Thì đến với tòa án người ta sẽ hỏi là tại sao trước đây hai người lại khai như vậy. Thì ở đó là trước đây trong quá trình khi mà ở tòa ở cơ quan điều tra thì họ đã bị dùng nhục hình, đánh đập rất là nhiều, rồi bị đúc cung, ép cung là phải khai là đang những hành vi của ông Lượng. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thêm, khi các luật sư yêu cầu thẩm vấn hai nhân chứng đang có mặt tại tòa thì hết sức khôi hài, cán bộ dẫn giải xuất hiện và cho biết ông Hóa bị viêm họng, ông Dũng bị đau bụng nên không thể tiếp tục làm việc được. Luật sư cho biết rằng trong phần tranh luận, nhiều vấn đề về chứng cứ buộc tội, về hành vi của ông Lượng đã được các luật sư đưa ra phân tích đánh giá, khẳng định rằng không có chứng cứ chứng minh quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Luật sư bào chữa cho ông Lượng nhận định rằng dù hai nhân chứng đã nói ra sự thật là ông không có tội, nhưng các quan tòa vẫn lật lọng cho rằng bị cáo có tội. Nhưng mà hồi nãy ra tòa thì họ trong cái hoàn cảnh là họ không bị ép buộc gì cả, cho nên họ bây giờ họ mới là khai là sự thật, họ cũng nhận là tất cả những lời khai trước đây của họ. Thế thì trong một cái trong một bối cảnh mà toàn bộ những cái lời khai mà có cất lợi cho ông Lượng, và những lời khai đó đều bị chính những người họ khai như vậy, họ đã tự họ khai, họ cũng nhận rồi. Thế thì chứng cứ đối với chúng tôi, chứng cứ không còn là cái gì nữa, không còn là gì cả. Nhưng mà tòa vẫn họ vẫn lệnh vẫn cho rằng là có cơ sở, là có tội, và thậm chí họ tính hình phạt nặng hơn cái hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị. Tại vì viện kiểm sát họ chỉ đề nghị là từ 17 đến 18 năm tù và 5 năm quản chế. Cuối cùng tòa án thì lại xử tới 20 năm tù và 5 năm quản chế. Tại tòa, luật sư đã tranh luận rằng các hoạt động của ông Lượng đối với xã hội thực chất chỉ là những hành vi của một cựu quân nhân, sống có trách nhiệm cao với cộng đồng, với địa phương và là một công dân thực hiện quyền tham gia xây dựng quản lý nhà nước theo pháp luật mà thôi. Luật sư Mạnh viết trên Facebook hôm 16 tháng 8. Ông Nguyễn Viết Dũng và ông Nguyễn Nhân Hóa là hai nhân chứng tại phiên tòa của ông Lê Đình Lượng, đồng thời cũng là hai nhà hoạt động đang chịu án tù vì các bài viết chỉ trích chính quyền đăng tải trên mạng xã hội và giúp cư dân các tỉnh miền Trung khiếu kiện đầu nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại do xả thải ra môi trường biển. Trong một phiên tòa phúc thẩm tại Nghệ An hôm 15 tháng 8, Nguyễn Viết Dũng bị kết án 6 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó vào tháng 9 năm 2017, chính quyền thông báo bắt tạm giam Dũng sau khi lan truyền tin nói rằng nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc. Luật sư Nguyễn Khả Thành, người lẽ ra bào chữa cho ông Dũng trong phiên tòa này, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với ông Dũng và các thủ tục tố tụng rất cập rập. Chúng tôi là đưa ra cái luận điểm thì Nguyễn Viết Dũng thì chỉ thực hiện những quyền của luật pháp luật quy định vậy thôi à, không phạm cái tội này, không có phạm tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam à. Cái này thì rất tiếc thì tôi không có tham gia được à. Chúng tôi thì mới nhận được điện thoại này cách giờ xét xử khoảng 12 tiếng đồng hồ, mà tôi thì ở xa Nghệ An gần cả ngàn cây số thì không thể nào đi kịp à. Và hơn nữa chúng tôi cũng chưa được cấp giấy, cho nên là cũng không có thể mà vào gặp Dũng tại thời gian cũng như tham gia phiên tòa được. Cùng cáo buộc với Dũng, nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào đầu năm 2017 do đã sử dụng Facebook để gieo rắc tuyên truyền phản động chống lại chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước thông qua các bài viết, video và hình ảnh có nội dung tiêu cực. Vào tháng 11 năm 2017, Dũng bị xử 7 năm tù 3 năm quản chế tại một tòa án ở tỉnh Hà Tĩnh, theo truyền thông Việt Nam. Đài truyền hình ABC News gần đây nhận định rằng hiện tượng ép cung hay những loại thú tội được ghi hình khá phổ biến ở quốc gia Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các nhà tranh đấu. Tổ chức Amnesty International, tức Ân xá quốc tế, kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra cáo buộc về việc công an tra tấn và hành hung những người đến tham dự đêm trình diễn ca nhạc của ca sĩ đấu tranh dân chủ Nguyễn Tín diễn ra hồi đầu tuần này tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thông cáo ra ngày 16 tháng 8, Amnesty International nói các quan chức Việt Nam phải ngay lập tức điều tra các cáo buộc cho rằng một nhóm các nhà hoạt động bị công an tấn công và đánh trọng thương trong khi tham dự một buổi trình diễn các ca khúc thời tiền Cộng sản ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 8.
sau khi ập vào làm gián đoạn buổi diễn, trong đó ca sĩ từng tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10 tháng 6 Nguyễn Tín trình diễn các tình khúc phi chính trị được sáng tác từ trước năm 1975. Cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của người đến dự và sau đó đánh đập dã man những người khách tham dự và người biểu diễn. Chính quyền Việt Nam vẫn còn đặc biệt nhạy cảm với di sản văn hóa của miền Nam Việt Nam thời kỳ trước chiến thắng của Đảng Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tín cho VOA biết hôm 16 tháng 8 rằng công an đánh anh và các nhà hoạt động khác gồm Phạm Đoan Trang và Nguyễn Đại. Những vị khách khác đi xem cũng bị đánh, theo ca sĩ 28 tuổi cho biết. Các nhà hoạt động này bị công an đưa đến các đồn cảnh sát khác nhau và bị tra tấn đêm ngày 15 tháng 8. Nguyễn Tín cho biết anh và Nguyễn Đại bị bịt mắt và trùm đầu trước khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Họ bị hành hung đánh đập như những tội phạm khủng bố và bị cướp hết tài sản và giấy tờ tùy thân trước khi bị đưa đi đến những nơi hoang vắng và bị thả ở đó. Blogger Phạm Đoan Trang cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng cô phải nhập viện vì bị chấn động não. Nhà báo bất đồng chính kiến này cũng bị công an đưa đến một nơi hoang vắng bên ngoài thành phố và bị đánh tiếp trước khi được thả. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các giới chức an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường sử dụng vũ lực và hành hung quá mức các nhà hoạt động trong thời gian gần đây. Và tháng 6 năm nay, nhiều người tham gia biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng đã bị công an bắt giam và bị tra tấn đánh đập. Khi cuộc đàn áp xã hội dân sự của Việt Nam chạm đến ngưỡng đánh đập và tra tấn người đến nghe các bản tình ca, thì rõ ràng là tình hình đã xấu tới mức đáng lo ngại. Tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc không phải là một tội và những người dân không nên phải sống trong những nỗi lo sợ rằng họ đang đặt mình vào nguy hiểm khi làm việc đó. Giám đốc chiến dịch toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế Claire Orga nói trong thông cáo. Vào tháng 6, Nguyễn Tín cho VOA biết anh bị bắt giam trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 8 và bị đánh đập vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật một tuần trước đó. Cùng bị bắt với anh trong dịp đó là hàng trăm người dân mà lực lượng công an và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh cho là có ý định tham gia biểu tình vào ngày 17 tháng 6. Các nhóm nhân quyền và tôn giáo sau đó đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17 tháng 6. Các tổ chức này yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố, điều tra và xem xét những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập.